Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay sẽ là một video mà mình làm về chủ đề son, và bộ son mà mình review trong video ngày hôm nay cũng là một trong những bộ son nội địa chung mà mình thấy rằng mọi người yêu cầu mình review rất là nhiều, đó chính là bộ son bóng đến từ nhà Color Key. Trước mặt mình đây hiện nay đang có 10 cây son đến từ nhãn hàng Color Key, và trong số 10 cây son này thì có 6 cây son là màu hot nhất, bán chạy nhất nha mọi người. Và mỗi cây son như thế này thì có trọng lượng là 1,7g với giá thành là 175.000 đồng. Đối với những đợt flash sale ấy thì sẽ có mức giá thấp hơn. Tuy nhiên với trọng lượng 1,7g thì thực sự là nó quá ít. Bây giờ mình lấy một vài ví dụ cho mọi người được biết nhé. Ví dụ như cây son BBA cực kỳ nổi tiếng cũng có trọng lượng là 5g này. Son Gila cũng là 5g này. 3CE cũng là 4g. Những cái thỏi son kem hầu hết nó sẽ là khoảng tầm 4-5g. Có những thỏi son thì nó sẽ khoảng tầm 6g nha mọi người. Nhưng mà những cái cây son Color Key mà mình đang có trên tay chỉ có 1,7g. Với mức giá là 175.000 thì mọi người có thể đánh giá dựa theo cái trọng lượng son để biết rằng là những cái cây son này thực sự nó không hề rẻ đâu nha mọi người. Khi mà cầm ở trên tay ấy, thì mình thấy rằng là cái bao bì của nó làm khá là chỉn chu, được làm bằng một cái chất liệu mờ lì, và cái logo Color Key ấy, thì được in rất là to rõ ràng bằng màu nhũ bạc. Thì khi mà cầm cái cây son này ở trên tay, mọi người sẽ thấy rằng thực sự là nó rất là nhỏ, nó hơi dài một chút xíu nhưng mà nó rất là thuôn. Và cái mẫu mã như thế này thì mình nghĩ rằng là sẽ phù hợp đối với những bạn trẻ. Mình xem qua hầu hết những cái video review ở trên mạng ấy thì mình thấy rằng rất nhiều người khen rằng đây là cái dòng son bóng nội địa chung đẹp nhất từ trước đến nay mà mọi người được thử. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thực sự xem là chất lượng của những cây son này như thế nào nhé. P707 là màu tím mận chín nha mọi người. Và mở đầu trong video ngày hôm nay là một cái màu mà theo quan điểm cá nhân mình là khi đánh lên mình cảm giác nó đúng chuẩn vai ác luôn. Và ở ngoài ấy, thì cái màu tím này thực sự nó rất là đậm, cái kiểu màu tím mà pha cái sắc trầm một chút màu đen. Cho nên mình nghĩ rằng là cái màu này nó thực sự sẽ không phù hợp đối với cả nhiều người. Và bên cạnh đó, cái chất bóng của cái son này nó không phải kiểu bóng lồng, bóng lộn lên, kiểu bóng nhầy nhụa đâu, nhưng mà thực tế là nó sẽ để lại một cái độ bóng khá là vừa phải ở trên môi. Và cái độ lên màu của cây son này thì khá là tốt. Cái cọ son này thì lấy ra một lượng son khá là vừa phải. Nếu như muốn đánh đậm ấy thì phải nhúng 2 lần, nhưng nếu như mà mọi người đánh nhạt nhạt lòng môi thì 1 lần là đã đủ rồi. Bởi vì thực tế đây là một cây son bóng nhưng mà nó lên màu khá là đậm. Cho nên mọi người lưu ý nhé, cái màu đầu tiên này thì mình nghĩ rằng là sẽ không phù hợp với nhiều người đâu. Đánh lên nhìn mặt nó ác cực kỳ luôn. Thì bây giờ mình sẽ tẩy trang cho mọi người được thấy nhé. Đây mọi người có thể thấy này, tẩy ra nó vẫn sẽ có một cái lớp màu như thế này. Cho nên mọi người yên tâm nhé, khi ăn uống ấy thì nó sẽ bay đi cái lớp bóng, nhưng mà cái lớp tin ở bên dưới thì nó bám khá chắc vào môi. P712 lưu ý là P phở nhá, thì đây là một màu đỏ hồng trầm. Khi mà mọi người đánh một lớp khá là mỏng ấy thì nó sẽ ra cái sắc hồng nhiều, nhưng nếu như mọi người trồng một tầm 2 lớp thì nó sẽ ra một màu đỏ hồng trầm. Màu này thì cá nhân mình nghĩ nó khá là đẹp, nhưng nó cũng chỉ phù hợp đối với những bạn nào da trắng thôi, bởi vì nó có sắc hồng nha mọi người. Cái chất son bóng của cái hãng Color Key này ấy, thì mình thấy rằng nó khá là đẹp luôn. Thực tế khi đánh lên cái độ bóng của nó rất là vừa phải, và cái màu của nó lên màu cực kỳ chuẩn. Tuy nhiên đối với những cái màu đậm ấy, bởi vì cái lớp tin ở bên dưới nó bám khá là chắc vào môi, cho nên là mọi người sẽ thấy rằng có cái hiện tượng là ở trong cái lòng môi này nó sẽ đậm hơn ở phía bên ngoài. Nhưng mà cái này nó cũng không phải là cái nhược điểm quá lớn, bởi vì là cái màu son này nó tan ở trên môi khá là đều. Tuy nhiên cái điểm mà mình không thích nhất ấy, đó chính là cái mùi son. Cái mùi son này nó có một cái mùi hoa quả mọng, mà giống như kiểu là cái hoa quả lên men ấy, mà nó hơi nồng mọi người ơi. Mình không thích cái mùi này cho lắm. Còn về độ bám của son thì bây giờ mình sẽ bặm thử vào giấy cho mọi người được thấy nhá. Đấy, mọi người thấy không? Cái lớp tin ấy nó bám khá là chắc vào môi luôn. Và đánh cái màu đầu tiên xong, tẩy trang xong là mình đã cảm giác nó hơi tê tê môi rồi. Cho nên mọi người lưu ý nhá, là cái lớp tin ở bên dưới nó bám khá là chắc luôn ấy. R702 là một màu đỏ đất,
Màu này thực sự rất là đẹp và đây cũng là một cái màu hot bán cực kỳ chạy luôn. Màu này rất là tôn da, đánh lên một cái là mọi người thấy đẹp ngay đúng không? Đánh lằn môi cũng đẹp và đánh phun môi cũng đẹp luôn. Và thực tế là cái chất son bóng này nó rất là đẹp. Tuy nhiên đối với những bạn nào mà thích cái độ bóng quá căng mọng ở trên môi thì mình nghĩ rằng cây son này nó sẽ không đáp ứng được đâu. Nó chỉ hơi bóng lên một chút xíu và nó làm cho cái bề mặt môi của mọi người ấy trông nó sẽ mọng hơn, đỡ lộ vân môi hơn. Và cây son này nó cũng sẽ bám khá là tốt ở trên môi. Được khoảng tầm 3 tiếng, sau 3 tiếng thì cái lớp bóng này nó sẽ nhạt dần. Và cái màu 702 này là một trong những cái màu mà mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng. Người đứng kênh thứ 3 mà đây mọi người có thể thấy này, nó bám rất là chắc vào trong môi luôn ý này. Các bác hãy cho em một like để lấy động lực nhá. Chứ quay xong cái video này chắc nát môi mất mọi người. R703 là một màu đỏ có ánh cam. Và thực tế cái màu này nó sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào mà trẻ nhá. Thì đánh cái son này lòng môi cực kỳ đẹp luôn. Và bên cạnh đó cái màu son này nó sẽ làm cho răng của mọi người bị xỉn đi, vì nó có ánh cam mà. Màu này mình đánh giá đẹp nhá, nhưng mà những cái bạn da từ trung bình sáng cho đến sáng đánh là đẹp nhất. Và bên cạnh đó cái lớp màu của nó lên cực kỳ đậm, một lần nhúng cọ thôi là mọi người sẽ thấy rằng là cái lớp tint nó đã bám chắc vào trong môi rồi. Cho nên lưu ý nhá, là đánh những cái cây son này mình nghĩ rằng là buổi tối mọi người cần phải dưỡng môi thật là kỹ. R714 là một màu đỏ đất trầm. Màu này thì nó sẽ hơi tương tự so với cả màu R702, nhưng mà cái màu đấy thì nó không trầm bằng cái màu này. Và cái màu này nó có một cái điểm khác biệt nữa là nó có một chút nhũ. Cho nên mọi người lưu ý nha, là khi đánh lên trên môi nó sẽ mang lại cái cảm giác nó bóng hơn và nó căng mọng hơn. Và lưu ý này, là cái nhũ ở trong cái cây này thực sự nó rất là đẹp. Nó không phải cái kiểu nhũ to đùng lên nhìn cực kỳ lộ, mà đây là một cái kết cấu nhũ nó rất là bé luôn. Chắc là phải nhìn cỡ ở cái cự ly khoảng tầm như thế này thì mọi người mới thấy được rằng là cái son này nó có nhũ. Còn nếu như mà nhìn từ xa xa ấy thì sẽ chỉ thấy rằng là cái son này nó bóng lên và nhìn nó rất là căng mọng môi. Và thực tế đây là một cái màu mà rất là đẹp luôn, bởi vì nó sẽ phù hợp đối với nhiều tông da, từ da trắng cho đến da ngăm, da trung bình đánh cũng đẹp. Cho nên màu này là một màu mọi người nên lựa chọn, R714 nhá. R715 là một màu đỏ nâu cực kỳ đẹp. Không hổ danh đây là một màu hot nhá. Đối với những bạn nào các bạn có make up đánh màu này cũng đẹp, mà không có make up nhá đánh cũng đẹp luôn. Cái sự pha trộn giữa sắc nâu này, sắc đỏ và có một chút ánh tím ở trong cái cây này, nó sẽ làm cho da của mọi người trông nó sẽ sáng lên. Và bên cạnh đó này, nó sẽ là răng của mọi người trông rất là trắng. Màu này nếu như mà đánh lòng môi nó cũng rất là đẹp, nhưng mà đánh phun môi nó sẽ mang lại cảm giác đẹp nhất, bởi vì nó sẽ lên đầy đủ được cái sự pha trộn màu ở trong cái cây này, trông rất là đẹp luôn. Và mình nghĩ rằng là cây này đánh đi học, đánh đi làm hay là đánh đi tiệc đều đẹp. Nói chung là nó sẽ phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây là một trong những cây mà mình nghĩ rằng là có cái màu rất là lạ và mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng nhé. B705 là một màu hồng tím ruốc. Màu này khi đánh lên ý, thì nó sẽ làm răng của mọi người trông rất là vàng, vàng như nắng mùa thu luôn mọi người ơi. Mặc dù răng của mình là thuộc tông trắng rồi ấy. Cái màu này thì thực sự là mình không thích. Lý do vì sao? Cái màu mà nó hơi bật bợt kiểu như thế này, khi đánh son bóng lên trên môi nó sẽ có cái hiện tượng nó bị bờ. Và bên cạnh đó là khi đánh lên cảm giác nó hơi dày. Còn nếu như mà đánh quá mỏng ấy thì nó sẽ lại không lên đúng như cái màu mà chúng ta mong muốn. Màu này thì sẽ chỉ phù hợp đối với những bạn nào mà thích cái kiểu make up tông tây. Chứ còn màu này nếu như mà đánh ở trên cái nền da mộc nhá, thì mình nghĩ rằng nó sẽ thực sự nó sẽ làm cho da của mọi người trông rất là xỉn luôn. Nói chung nếu như để mình chọn thì mình sẽ không chọn cái màu này đâu.
B708 là một màu cam đất. Và về thực tế những cái màu cam hay là những cái màu bật bật mà nhạt nhạt của cái bộ này mình đánh giá không cao. Thứ nhất ấy là khi mà đánh lên trên môi mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ bị bờ bờ, như mình đã nói là cái lớp son nó không đều. Thứ hai nữa là cái lớp màu bóng ấy, khi mà phủ lên trên môi mọi người sẽ cảm giác như kiểu trông nó hơi giả giả, nhìn nó không thật cho lắm. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người thấy rằng là cái son này nó sẽ dây ra thành cốc như thế nào nhá. Đây mọi người có thể thấy này, nó dây ra thành cốc rất là nhiều luôn. Và cái lớp son bóng này đối với những cái cây son nhạt ấy, khi mà nó đã trôi ra ở trên cái thành cốc hoặc là những cái ống hút ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái lớp môi thật ở bên dưới của chúng ta nó sẽ lộ ra khá là nhiều. Nói chung là đối với những cái cây mà nó có cái màu bật bợt ấy, thì khi đánh lên trên môi mọi người sẽ thấy rằng là cái độ bám ở trên môi nó không tốt. B709 này nó là một cái màu khá là lạ. Nếu như mọi người mà đánh ít ấy, tức là đánh lòng môi, thì mọi người sẽ thấy rằng nó ra màu cam cháy. Nhưng nếu như đánh phun môi thì mọi người sẽ lại thấy rằng đây là một cái màu cam đỏ nâu. Hầu hết những cái màu đậm của cái bộ son bóng này ấy, nó rất là đẹp, bởi vì là cái lớp tin ấy nó bám rất là chắc, và bên cạnh đó kết hợp cùng với cái độ bóng rất là vừa phải, cho nên khi đánh lên trên môi mọi người sẽ thấy rằng là nhìn cái môi của mọi người trông nó rất là căng mọng và nó đẹp. B711 là một màu cam nâu đất có ánh nhũ vàng. Về cái màu này thì mình đánh giá cũng được, nhưng mà bởi vì cái lớp nhũ vàng này nó hơi nhiều quá, cho nên khi đánh lên trên môi ấy, cảm giác cái môi của mọi người trông nó gượng gượng, nhìn nó không tự nhiên và không đẹp cho lắm. Cái màu này thì sẽ làm xỉn men răng kha khá vì cái lớp nhũ vàng nó hơi nhiều quá. Kể cả khi mọi người mà đánh lòng môi thì mình thấy rằng cái lớp nhũ vàng này trông nó vẫn hơi lấp lánh và hơi lố quá mọi người. Đây không phải là một màu mình sẽ recommend cho mọi người lựa chọn đâu. Ok, vậy là mình đã review xong 10 màu son đến từ bộ son bóng Color Key có tên gọi là Airy Lip Micro Series. Thì chắc chắn là khi mà xem video này mọi người cũng đã chọn được ra những cái màu mà mọi người cảm thấy phù hợp. Nhưng mà riêng đối với quan điểm cá nhân mình ấy, thì sẽ có những cái màu sau đây mà mình sẽ recommend cho mọi người chắc chắn là nên thử. Đầu tiên đó chính là màu R702 mình đang đánh ở trên môi. Đây là một cái màu đỏ đất mà mình nghĩ rằng chắc chắn khi mua sẽ không bao giờ hối hận, cực kỳ đẹp, cực kỳ tôn da. Tiếp theo đó sẽ có những cái màu mà theo quan điểm cá nhân mình là đẹp, và khi đánh lên trên da nó sẽ phù hợp đối với nhiều tông da và sẽ làm tôn da cũng như là tôn cái sắc da của mọi người, như là màu P712, màu R714, R715 và màu B709. Thì đó là những màu mà mình sẽ recommend cho mọi người. Để chốt lại về chất lượng của bộ son này thì đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm nhé. Lên màu rất là chuẩn này, bên cạnh đó cái độ bóng của nó khi đánh lên trên môi cảm giác rất là vừa phải, và nó sẽ làm cho đôi môi của mọi người căng mọng, không bị lộ rãnh môi quá nhiều. Và thực tế đây là một cái chất son bóng mà nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Tiếp theo đó là cái độ bám của son này cũng rất là khủng luôn. Tất nhiên là cái lớp bóng ở bên trên môi thì nó sẽ chỉ bám được khoảng tầm 3 tiếng, nhưng mà cái lớp tin thì nó sẽ phải bám được ở trên môi khoảng tầm 4-5 tiếng, cho nên mọi người lưu ý nhé. Thì đó là về ưu điểm. Còn về nhược điểm ấy, thì đầu tiên mình nghĩ rằng đó chính là cái giá thành nó hơi cao, mà trọng lượng son thì nó hơi ít. Bên cạnh đó cái mùi son này mình không thích một chút nào. Nó là một cái mùi quả chín mọng hơi men men một chút xíu, mà khi đánh lên mình cảm giác nó hơi hóa học và nó hơi nồng. Và bên cạnh đó cái lớp tin của cái son này theo quan điểm cá nhân mình là nó bám hơi chắc quá vào môi, và nó sẽ làm cho mọi người khó tẩy trang. Thì đấy là những cái ưu điểm cũng như cái khuyết điểm của cây son này. Và với mức giá là 175.000, trọng lượng 1,7g, thì mình sẽ chấm cho cái cây son bóng đến từ nhà Color Key này là 7 điểm trên 10 nha mọi người. Nói chung nó sẽ nằm ở cái mức điểm khá thôi, chứ nó không phải là quá tốt, quá thích mà mình muốn recommend cho mọi người chắc chắn dùng thử. Nhưng mà cái màu R702 mà mình đang đánh ở trên môi thực sự là một cái màu rất là đẹp luôn. Và đây cũng là một cái chất son bóng mà mình nghĩ rằng khi mà mua về, nếu như mà chọn đúng màu là mọi người sẽ cảm thấy ưng ý. Chứ còn mà đen lắm ấy, mà xem những cái hình ảnh quảng cáo ở trên mạng ấy, mà mua về cái màu son nó không giống như những cái hình ảnh quảng cáo đấy, thì mọi người có thể sẽ cảm thấy bực mình ấy. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.